em Thảo đầu bẫy gửi lời chào tới các bác. Hôm nay một cái dụng cụ đó là cái lồng bẫy tôm. Thì trong thời gian vừa qua rất nhiều bác gọi điện hỏi cái lồng tôm này. Hôm nay thì đã có. Và em cũng xin chi tiết luôn để các bác nhà mình đang cần ở cái vụ con nước này đi đánh tôm. Cái lồng tôm này thì sẽ được gọi là lồng lò xo. Các bác khi xem hãy nhớ tên của nó để em tư vấn cho các bác thật dễ nhé. Đây là cái mẫu lồng tôm. Riêng cái lồng tôm thì cái lò xo của nó sẽ không cứng như là cái lồng bắt cá này. Đây là lồng tôm nhé. Lồng tôm này thì cái kích thước của nó sẽ là 60 và miệng của nó là 30. Kích thước lồng mà các bác đánh được ở cua, tôm, tép hai đầu vào này. Các bác chỉ cần đặt ở dưới nước thôi nhé, cho mồi vào. Qua một đêm hôm sau thì các bác sẽ được tất cả cá, tôm, chạch, lươn được hết nhé. Đấy, cái lồng này thì sẽ gọi là cái chất lưới kim cương, rất chi là bền. Đấy, các bác khi sử dụng xong mà lấy tôm ra ấy, thì các bác sẽ lấy tôm ở đây. Đây các bác này, sẽ mở ở đây lấy tôm ra. Và nó sẽ có một cái túi để cho các bác nhà mình đựng mồi ở đây. Cái này siêu dai, siêu bền nhá. Đấy, giúp các bác sử dụng được rất chi là lâu và giá lại rẻ. Thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Khi các bác mà xem được video này mà đang quan tâm tới dụng cụ bẫy cá, bẫy tôm, bẫy cua, alo trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Và đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem được thật nhiều những cái dụng cụ bẫy cá, bẫy tôm, bẫy cua hoặc là đồ đi rừng của bên cơ sở em Thảo. Tiếp theo là tới những cái mẫu lồng lò xo. Đây là lồng lò xo hôm nay hàng mới về nhé. Lồng lò xo này thì em có nhiều kích thước lắm. Các bác mà vào kênh của em thì các bác biết, từ nhỏ nhất cho tới to nhất, từ lồng bẫy cua cho tới lồng bẫy cá chục cân đấy. Ở cái lồng mẫu lồng lò xo này cũng có. Đây là cái mẫu lồng lò xo giá rẻ nha các bác nhé. Nếu như 100% các bác đi bẫy cá trong miền Nam thì chắc chắn là bác nào cũng biết tới bên cơ sở em Thảo qua những cái mẫu lồng này. Bởi vì bên em là đại lý tất cả các loại lồng lưới. Và em đang nhận gửi ship trên toàn quốc khi các bác có nhu cầu. Giá rất chi là rẻ nhé. Đây là cái lồng lò xo. Mắt của nó sẽ là mắt 1,5 phân. Đây là lồng cá nhé. Các bác phải lưu ý là lồng cá và lồng tôm, tránh tình trạng là nhầm. Cái mắt của nó mắt 1,5 phân, chất lưới dù và lò xo cứng. Này, các bác thấy rất chi là đẹp nhé. Cái này các bác có thể để đứng này, nó đứng nguyên này, nó không như cái lồng tôm. Cái lồng tôm nó sẽ không thể đứng được như thế này. Cái lồng này cái kết cấu của nó là lồng lò xo, giúp các bác bắt cá, bắt cua, bắt lươn, bắt ếch đều được. Nó là lồng hai chiều nhá, rất chi là đa năng và tiện lợi. Các bác cá, cua, tôm này sẽ vào qua hai cái đầu này để các bác nhà mình thu hoạch được hết. Thì trong cái đợt con nước này thì bên cơ sở em Thảo vẫn đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Bác nào có nhu cầu mua từ 10 cái là em miễn phí ship, còn mua 5 cái thì các bác mất tiền ship nhé. Giá của nó sẽ dao động từ 40.000, 40, 50, 40 là cái nhỏ, 25, 45, 50, 60 nhé. Đủ các loại giá theo từng kích thước. Và hôm nay thì em gửi tới các bác là cái kích thước là 50.000 một chiếc này. Cứ mua 10 chiếc thì em Thảo sẽ miễn phí ship 100%. Đến với cơ sở em Thảo thì cũng như là các bác đã chọn được một cái địa điểm về chất lượng và cũng như là giá cạnh tranh tốt nhất trên thị trường. Đấy, lồng hai chiều nhé. Và các bác lưu ý này, tất cả những cơ sở khác thì hai cái đáy của nó sẽ rất chi là lông, nhưng riêng bên em đặt thì nó sẽ đáy sâu hẳn vào trong này như này, giúp là cá, cua, tôm vào thì không bao giờ ra được. Và cũng hướng dẫn tới các bác là cái cách đổ cá ra nhé. Nhiều bác bảo không biết đổ cá ra cách nào. Thì khi có cá rồi mình sẽ sập vào như thế này. Đấy, mình rũ mạnh một cái như thế này thôi. Mình chỉ cần rũ mạnh như này cái thì nó sẽ ra hết qua đuôi ra này. Nó sẽ trực tiếp ra qua cái đuôi này để ra nhé. Đấy. Thì bên em hiện tại thì đang ở Bắc Giang. Đấy, các bác miền Nam, miền Bắc thì bây giờ em đang gửi được trên toàn quốc rồi. Bác nào cũng có thể mua được. Các bác thành phố Hồ Chí Minh, các bác Đồng Nai, Tây Ninh nhé. Em nhận gửi hết luôn. Đấy, thì cái video này cũng như là một cái video thông báo để các bác mà đang có nhu cầu ở những cái vùng mà đợt trước không gửi được thì hãy liên hệ lại luôn. Nhà em thì sẽ có các loại lồng nhé, nhưng hôm nay sẽ chủ yếu là giới thiệu từ các bác lồng lò xo thôi. Là một cái mẫu lồng em đang bán chạy nhất mà cũng được các bác sử dụng rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem tiếp tục những cái dụng cụ sau của bên cơ sở em Thảo. Chào và hẹn gặp lại các bác.